Thưa quý vị, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tục xảy ra mưa lớn, có nơi lượng mưa lên đến trên 350 mm. Nhiều tuyến đường, đặc biệt tại khu vực miền núi của tỉnh đã bị chia cắt. Tuyến đường quốc lộ đoạn qua địa bàn tỉnh nhiều nơi bị ngập sâu trong nước. Chiều nay, hồ thủy lợi Phú Ninh cũng đã tiến hành xả điều tiết nhằm giảm mực nước lòng hồ. Ghi nhận vào chiều nay tại tuyến quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nước lũ đã băng qua đường khiến giao thông bị ùn ứ. Nhiều phương tiện giao thông chết máy phải nhờ sự trợ giúp của lực lượng công an giao thông. Tại các khu vực vùng đông của tỉnh, nước lên khá nhanh, nhiều gia đình sớm triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Từ đêm hôm qua giờ là trời mưa lớn, rất là lớn. Nói đến sáng nay, đến đây bây giờ là đầu giờ chiều rồi, mưa vẫn còn lớn. Nhiều tuyến đường vùng đông của Nam thì ngập rất là cao, nhưng mà bà con cũng đối phó, chuẩn bị dưới dời con vật nuôi và gia súc lên trên cạn. Mưa lớn liên tục khiến cho mực nước hồ thủy lợi Phú Ninh dâng cao, vượt quy trình cho phép. 16 giờ chiều nay, hồ Phú Ninh tiến hành xả qua tràn với lưu lượng điều tiết từ 400 mét khối một giây đến 1.000 mét khối một giây. Xả này á thì cũng phải căn cứ vào cái mực nước ở hạ du và chúng tôi xả. Còn trường hợp mà nó khi mà nó mưa lớn thì tất nhiên chúng ta vẫn còn trữ được từ cao trình 30.5 đến cao trình 32 thì chúng ta vẫn còn trữ được. Cho nên là hiện nay là chúng ta tạm thời xả một mức độ nào đó vừa phải, còn khi đến khi nó giúp cái đợt mưa này thì lúc đó là cái hạ du nó giảm cái mực nước xuống thì lúc đó chúng ta tiến hành cũng tiếp tục chúng ta xả. Hồ thủy lợi Phú Ninh có sức chứa khoảng 344 triệu mét khối nước. Việc xả điều tiết hồ có khả năng sẽ làm cho mực nước lũ tại lưu vực thành phố Tâm Cày và các vùng ven của huyện Núi Thành lên cao. Hiện nay thì các địa phương vùng hạ du đã triển khai các phương án hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Tại vùng hạ du hồ Phú Ninh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và người dân đã chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn tính mạng tài sản, giảm thiểu các thiệt hại do việc xả điều tiết gây ra. Tại khu vực miền núi, để chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ động triển khai nhiều biện pháp theo phương châm 4 tại chỗ, trong đó chú trọng đảm bảo lương thực khi tình trạng chia cắt kéo dài có thể xảy ra. Chúng tôi đã chỉ đạo gấp rút đánh giá lại toàn bộ tình hình. Thứ nhất là phải chuẩn bị những cái lương thực, thực phẩm, máy móc thiết bị. Làm sao đó khi cô lập thì người dân đủ đủ lương thực mà trong 1 tháng đến 2 tháng. Cái thứ hai là khi có sự sạt lở thì các thiết bị thì phải vào thông đường ngay. Hiện nay các địa phương trong tỉnh đồng loạt kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, kiên quyết tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Do mưa lớn nên nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Tam Kỳ cũng bị ngập lụt. Tại xã Tam Thăng, chính quyền đã tổ chức di dời 20 hộ dân ở thôn Xuân Quý và Thăng Tân bị ngập lụt sâu đến nơi an toàn. Tuyến đường 615 đi Tam Thăng cũng đã bị ngập sâu nên địa phương đã rào chắn không cho người dân qua lại. Tại các phường nội thị, chính quyền địa phương cũng đã phân công các lực lượng kiểm tra tình hình tại các điểm xung yếu, tổ chức di dời dân đến nơi an toàn. Hiện nay rất nhiều tuyến đường trung tâm của thành phố cũng bị ngập lụt nặng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Tam Kỳ và các xã đã sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó.